với chủ đề các dân tộc đoàn kết đổi mới sáng tạo phát huy lợi thế tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ tư năm 2024 chính thức khai mạc vào sáng nay. Tham dự đại hội về phía Trung ương có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Y Winter. Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 225 đại biểu đại diện cho hơn 56.900 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 24 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số dân tộc thiểu số là 56.906 người, chiếm tỷ lệ 4,93% dân số toàn tỉnh, bao gồm các dân tộc Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa Hy và một số dân tộc khác. Qua 5 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Cụ thể, từ 38,22% vào cuối năm 2021 đến cuối năm 2023 giảm còn 19,36%. Đặc biệt vào cuối tháng 7 vừa qua, A Lưới đã được công nhận huyện thoát nghèo năm 2024. Bên cạnh công tác giảm nghèo, sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thông tin truyền thông tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên quê hương Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dòng họ làng bản không có hộ nghèo, ngay chủ nhật xanh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, những thay đổi quan trọng này bên cạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền với việc triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống của người dân, còn đến từ chính sự nỗ lực vươn lên của chính người dân. Với khí thế thi đua sôi nổi thể hiện qua các phong trào tấm gương điển hình tiêu biểu trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh mong muốn đồng bào các dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy ý chí quyết tâm, truyền thống của quê hương cách mạng, chung sức đồng lòng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Đây cũng là mong muốn chung của hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 56.900 đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, của chính quyền các cấp rất là quan tâm đến công tác dân tộc, trong đó là có vấn đề đời sống, văn hóa và cái bảo tồn cái bản sắc. Qua đại hội đợt này, kính đề nghị về cấp trên quan tâm hơn nữa và hướng dẫn cách bà con là thay đổi được cái nếp sống, thay đổi được cái canh tác và thực hiện tốt vấn đề gieo đất, là gieo rừng, là quản lý, là tạo cái nguồn sống cho bà con. Bên cạnh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp các dân tộc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban dân tộc cho 11 tập thể và 20 cá nhân, đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua quyết tâm thư với một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến năm 2029 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, hỗ trợ giải quyết từ 80 đến 100% số hộ khó khăn đang thiếu đất ở, đất sản xuất, tỷ lệ lao động qua đào tạo 55% và đào tạo có văn bằng chứng chỉ 40%, giải quyết được việc làm từ 75 đến 80% trong số lao động qua đào tạo, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ 90 đến 100%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, 100% xã có cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương là phải vào cuộc, đó là công tác tuyên truyền, công tác vận động để làm như thế nào tất cả bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện đều phải nhận thức đó là tự giác vươn lên cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Thứ hai là khi đã thoát nghèo rồi thì tất cả mọi chính sách thì nó có giảm xuống, mà nhưng nhận thức của bà con là phải đi lên, khi đó nó mới bền vững được. Hiện nay thì Đảng, Nhà nước rất quan tâm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, mà đặc biệt là ở vùng đồng bào đang còn khó khăn ở ở
như ở huyện A Lưới, huyện Nam Đông, thì hiện nay chúng ta đang triển khai song song cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sau tới đây chúng tôi tiếp tục tham mưu một cách tốt nhất cả 3 chương trình, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào. Và hy vọng từ các nguồn lực đó là sắp tới đây là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ phát triển hơn và nó thu hẹp có khoảng cách giữa vùng núi và đồng bằng. Dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trao tặng Đại hội bức trưởng mang dòng chữ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết, phát huy lợi thế, phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Với mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục lồng ghép và triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với huy động nguồn lực để thực hiện. Trọng tâm là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bố trí ổn định dân cư, nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng bền vững, thân thiện môi trường, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.